if we sail a little bit high. Dòng mây là xoay như dòng đời, quên để tiếng mùi chung. Em tuy là người nhưng tin tôi lớn ta sẽ có nhau. Cướp như cho đời nước mắt của người. Dễ đây là, dễ đây là, dễ là. Cướp anh đèn xuân phố. Số gì đây mày, thì ra con số gì ra mày. Thì ra quay bên nào, quay bên nào. Là qua bên này, có quay bên nào, qua bên này. Có quay bên nào, qua bên này. Cái mời dễ luôn ai chưa có dễ. Hai chừng có chế dân đã dừng em xuân thì ra. Có mấy gì đây mày, gì đây có mấy gì đây mày. Gì đây có số gì đây, có mấy gì ra mày. Gì ra có số gì ra, lắng lặng cái mặt nghe. Lắng lặng cái mặt nghe, tôi yêu cũng tự ra. Cho ra mà cùng mày, cái gì đây xuân. Gì đây có mấy gì đây, có số gì ra mày. Gì ra có số gì ra, có số gì ra. Ai chừng có chế giơ tay giùm em xô. Gì đây con mấy gì đây mày. Gì đây con số gì đây. Mày cũng gì đây. Đi viên hòa mà đầu em chơi xì to. Buồn hà ra áo mất xa lên em bỏ trong tổ. Chừng mang chạy đi cô. Bắt đầu em kêu lô con số. Gì đây con mấy gì đây. Con số gì ra. Số gì đây. Số gì đi số gì đây. Lô tô lô tô quý hay mà quý cô. Mạnh tóc suy nghĩ kéo lô con gần gần ra. Lỗ ấy tại mình đừng trách em kêu lô. Số gì đây, số gì đi, số gì đây. Mày thì ra, mày thì ra, mày thì ra. Còn hai dê chóc, hai dê chóc, hai dê chóc, hai dê chóc. Ủng hộ giùm em, ủng hộ giùm em, hai dê chóc. Hai dê cuối, cho hai dê cuối, hai dê chóc. Chị Lưu Vy ơi. Dạ các thú vị, tất cả những người đẹp của Garage Lô Tô Hương Nam, các chị đều là chuyển giới rồi thú vị. Đặc biệt là em và Mỹ Lệ đều đã chuyển giới rồi thú vị. Dạ, tụi em chuyển giới được cặp râu thôi quý vị. Mỗi ngày tụi em chuyển giới một lần, cạo râu là thành con gái. Số gì đây, muốn gì đi mày, gì đây. Bà con cô bác có giấy chồng này, trở lại đây mà nghe kêu xê. Số ra con máy, số gì, số gì đây, mấy gì đi mày, gì đây. Số gì đây, số gì đây mày, gì đây con mấy gì đây mày. Gì đây con số gì đây, con mấy gì ra. Bây giờ em sẽ kêu lô tô bằng tiếng tiếng dân tộc luôn. Tiếng dân tộc luôn. Đây là hai bà. Con số gì đây. Rồi hát đi bà. Xui mì lai, xui mì lai, xui mì lai. Trời ơi. Xui mì lai, xui mì lai, xui mì lai. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Em nhận ra cho chị. Mì lai, xui mì lai, xui mì lai. Sao hoa chanh tia. Sao hoa chanh sâu. Cái ly vô đầu còn ơi chảy máu. Trời ơi. Là 26. 26, 26, 26 còn 26, 26. 26 mới còn còn. Gặp gặp vô ai chưa có vé đưa tay dùm em con. Rồi 26, 26 số gì đi, số gì đây. Một cánh hồng bay. Còn số 2, còn số 2, còn số 2. Còn số 2, còn số 2, còn số 2. Cái số gì đã, số gì đã, chẳng gì. Chẳng gì, chẳng nhớ. Ba mươi tám, số gì đây mày? Chỉ ra con số gì đây mày? Chỉ ra con số
34 chị mới chơi đầu lượng xe tóc phải không? 34 xuống thì ra, xuống thì đi, xuống thì đi, con xuống thì ra, con xuống thì đi, xuống thì đi, con xuống thì ra. Lương Sơn Ba lấy cục đá chọi mắt cái chút anh đại 22 con mười gì đây, mười gì đây, con mười gì đây, chứ đâu hoàng thượng trong lúc đang chờ hoàng hậu. Chiều nay đi du hoàng rồi lên trên triệu đồng cho tình, cho tình thiên hậu. Yeah, có nỗi sầu lòng ta lại lúc về chăm về cho những ngày đau thương. Xin quý mong là quý chúc chỉ xin hoàng thượng vui giận cùng tay những đêm đi mưa tình dẫn đẹp như chuyện tình nàng xế ta đến con 13 con gà mười, con mười ba, con mười ba, con năm gì đây, năm gì đây, hey! Con gì đây, năm đó chiều nào nắng đổ về xuôi bên nữ man man đâu họ nghe đàn tiếng lại. Năm mười hai lộn trở lại là 25 chiều đầm ba có 25 con số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra. Em muốn ôm cả đêm, em muốn ôm cả trời, ôm cả người cả trái ơi, không uống đổi trái tim. Xin mời bên dưới quý vị khán giả mình ngoan vội sẽ bỏ tập vé của mình có một chủ nhân độc giải với con số 30. Yay, cái thứ gì một chị bánh bèo da độc giải. Quý vị sẽ đến độc giải số 30. 30 bên trên nhiều điểm và đã có 1. 52. 52. 52 và đã có 2. 22. 22 và đã có 3. 13. 13 dạ. Lụm lúa. Lụm lúa trời ơi, bà có ghét bê đê không? Bà vẽ đậm quá vậy nè. Đó, bà muốn lũng tờ cháy luôn á, bà nội ơi. Rồi, đây chị, tặng cái này là tặng không biếu không. Một cái bao lì xì may mắn năm mới ha. Chúc chị năm mới vui vẻ. Rồi, trong cái đóng dấu bên này đi. Cái tràng bên đây. Chị muốn lấy con bự đúng không? Chị muốn lấy con bự đúng không? Chị buồn cho em 300. Chị lấy con nhỏ chị khỏi buồn. Con đó nhỏ quá, con bự vừa vừa nè. Đó, rồi. Nhẹ thôi, trời ơi, vượt cái nón người ta. Ngay cửa ra vào nhìn thẳng vô. Thấy ai thưa quý vị? Từ cửa quý vị nhìn thẳng vô là thấy BD, là thấy tụi em. Tụi em sẽ phục vụ quý vị qua mọi lá phép, chỉ có 10.000 chỉ 10.000 đồng. Vậy đúng đó bà con. Và bây giờ vòng quay liên tiếp với tôi phục vụ cho quý vị cái gia bình qua với tụi lá phép trên tay vẫn là 10.000 đồng. Tiếp xíu nữa đây bà con đến đông đủ hơn thì sân khấu chúng tôi sẽ phục vụ nhiều giải thưởng hấp dẫn và cao hơn, có giá trị hơn. Mời cô bác có giấy dòng này trở lại đây mà nghiên cứu số đây số gì ra ngờ con số gì đi xuống gì đi con số gì đi xuống gì đi con số gì ra không phải tại anh cũng không phải tại em tay vàng lên giá hai đứa đành lòng chia tay còn số hai số đầu tiên còn số hai con số gì ra số gì ra là số gì đã ngày đó trên chiếc cầu anh nhớ chơi một bước thư tình còn mãi mây em và cuộc tình đang chiếc theo vào dòng đời và từ đó hai đứa mình xa nhau 36 còn ba thì đây, ba thì đây chân lắng ngắn ơi những tâm nghe đôi ta dù chết cũng đừng chia tay đôi ta cuối rừng thanh hoàng đừng cắt chia đôi tình ta 33 có 33 thì ba ba cái mình chia ra còn mình chia ra mười ba lỡ chi kèo ngang dài một hàng như nhau nào phải
chịu sầu đau. Để con 16, 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 con để chúng em kiểm tra con cờ bên trên. Rồi xin mời chị bước lên sân khấu ạ. 51 triệu điểm kia qua. Nhất lầu 34. Nhị lầu 12. Tam lầu 3. Số 4. Số 4. Té lầu. Rồi, hợp lệ xin chúc mừng chị. Xin xin nhận về cho mình một con cổ bông rất là xinh xắn và một ký phong bao lì xì. Một phong bao lì xì may mắn. Dành cho con bao lì xì mã vàng luôn nha chị nhá. Chị nắm đầu, trời nắm cái lỗ mũi đau đau đau. Mũi sữa, mũi sữa chị, trời ơi. Ê chị, cái này là con gấu bông chứ đâu phải là cái hình nộm đâu mà làm gì mà chị đau.